Đó, vậy thôi dễ xài lắm. Cái này nó độc lập, cũng quay thì là cứ bật lên quay thôi. À, không quay thì tắt đi rồi giật vẫn nấu bình thường. Đó, nó tự động. Khi nào nó thiếu nhiệt thì tự động nó nhảy nó đóng. Nghĩa là cái dầu nó giảm nhiệt. Ừ, nó giảm nhiệt thì tự động nó đóng và lục. Rồi mình không phải gì nữa, xong thì mình tắt cái CV này đi. Lập CV này xuống, gọi là an toàn, không có gì. Đó. Ừ, an toàn hết rồi, đã ngắt hết điện rồi. Rồi vậy thôi. Vậy xong rồi đấy, cứ thế là sử dụng thôi em. Rồi. Không, khi nào mình xài có vấn đề gì thì cứ điện anh hỗ trợ cho. Yeah. Yeah.